Vâng. Là một đơn vị chuyên cung cấp cho tất cả các bác những vật tư về nuôi con ong mật nội, thì ngày hôm nay em sẽ giới thiệu cho bác một mẫu thùng quay mật rất là dốc mật này, tiết kiệm này, thùng quay thì em dù chất lượng luôn, inox của nó sẽ là inox không nhiễm sáng bóng cả hai mặt. Các bác ở trên kênh có nhu cầu muốn tham khảo thì hãy liên hệ em, số điện thoại em luôn để trên góc phải màn hình, số đó của nhà em có Zalo và em sẽ tư vấn trực tiếp cho các bác nha, hoặc là các bác có thể bình luận ngay tại video này để mua được với giá tốt nhất nha. Và bên nhà em thì có đầy đủ các mẫu thùng quay như là 2 cầu này, 3 cầu, 4 cầu và 6 cầu nha. Chất liệu của nó sẽ là bằng inox sáng bóng hai mặt rồi, inox không nhiễm. Với mẫu cải tiến của năm 2024 như thế này thì vành của nó sẽ là vành vuông nha các bác nhà mình nhá. Vành vuông này, mối hàn thì rất là đẹp rồi đúng không ạ? Với chất liệu làm bằng inox thì khung cầu nó vẫn được làm bằng inox luôn. Đấy, quay thì rất là êm rồi. Và mẫu cải tiến của 2024 nó đã sẽ gắn sẵn cho bác là hai cái thanh đỡ cái trụ như thế này. Rất là ok, rất là chắc chắn rồi đúng không các bác? Quay đây em sẽ quay trực tiếp cho bác. Và đây là mẫu thùng quay 4 cầu nha. Thùng quay 4 cầu này phù hợp cho bác là quy mô trang trại, các bác chăn ong, nuôi ong nhiều thì các bác hãy tham khảo cho em thùng 4 cầu và thùng 6 cầu. Với cái mẫu thùng quay 4 cầu và thùng quay 6 cầu thì kích thước hai thùng nó sẽ bằng nhau nha. Và nó chỉ khác thêm mỗi là nó với cái thùng quay 6 cầu nó sẽ có thêm là hai cầu nữa thôi. Đấy. Và với cái thùng quay như này thì các bác đều có thể là quay được một cầu lại hai cầu đều có thể quay được. Đáy thùng sẽ là đáy chóp nón, thùng quay ly tâm, đảm bảo dốc mật 100% cho bác nhà mình rồi, không bị vang nhộng này, không bị vang mật sang bên thành thùng nha. Và với thiết kế của thùng quay 4 cầu và 6 cầu thì nó sẽ có sẵn chân rồi, sẵn chân này, có ốc này, mình chỉ về chỉ việc điều chỉnh lắp chân vào. Điều chỉnh khi mình nào mình không sử dụng nữa thì mình có thể tháo ốc ra. Rất là tiện lợi, rất là ok rồi đúng không các bác? Và với mẫu thùng quay như này thì bây giờ nó là mẫu cải tiến rồi, thì các bác thấy không, rất là đẹp rồi. Phía dưới đế thùng đây. Đấy, các bác có thể thấy xem phía dưới đế thùng đây nhá. Đấy, nó đã hàn sẵn cho bác rồi, nhìn rất là chắc chắn, inox dày. Dày, các bác có thể thấy không? Inox rất là dày luôn đúng không ạ? Và các bác có thể thấy đây, vòi da mật đây. Vòi da mật này thì nó đã có sẵn gen rồi nha. Sẵn gen này và nó đã được hàn ở phía dưới đáy thùng, đảm bảo dốc mật 100% cho bác nhà mình luôn. Với mẫu thùng quay 4 cầu, bên nhà em đang báo cho bác với giá là 2 triệu 1 nha. Thùng quay 6 cầu sẽ là 2 triệu 2. Đấy. Và bên cạnh đó nhà em có cả mẫu thùng quay 2 cầu và thùng quay 3 cầu. Với mẫu thùng quay 2 cầu và 3 cầu thì kích thước của nó sẽ như nhau. Đấy. Và cải tiến của năm 2024 này thì nó đã có quay, mình có thể di chuyển này, cầm được đi tất cả mọi nơi luôn, rất là dễ dàng rồi. Và nó sẽ đây, đây là mẫu thùng quay 3 cầu thì nó vẫn là inox thôi. Inox thùng quay là đáy chóp nón, thùng quay ly tâm rồi ạ. Với cái đáy chóp nón như này thì là khi các mình quay nhé, nó sẽ dốc mật xuống dưới đáy thùng này và nó sẽ chảy mật ra ngoài, rất là tiện lợi luôn rồi. Với mẫu thùng quay 3 cầu này thì duy nhất cái thùng quay 3 cầu này là các bác phải đổi cầu giúp em nha. Thiết kế khung cầu của nó là tam giác nên các bác sẽ hãy đổi cầu giúp em. Còn với mẫu thùng quay 2 cầu, 4 cầu và 6 cầu thì không cần đảo cầu nhé, là đảm bảo dốc mật cho bác rồi. Với mẫu cái thùng quay 3 cầu và 2 cầu thì kích thước của nó sẽ bằng nhau. Và nó cũng đều có là quay như này, rất là tiện lợi, hàn rất là ok rồi. Và em cũng báo xin báo giá luôn là thùng quay 3 cầu giá sẽ là 1 triệu 3. Còn thùng quay 2 cầu giá sẽ là 1 triệu 2 nha, giá đó em đã bao ship rồi. Và bên nhà em đang có chương trình giảm giá cho bác là khi mua một thùng quay mật bên nhà em, các bác sẽ được tặng một mũ này, đấy, và một dao cắt nắp vít nha. Các bác ở trên kênh có nhu cầu muốn tham khảo thì hãy là kết nối em nha, em sẽ tư vấn trực tiếp cho bác. Còn bây giờ thì em xin kết thúc tại đây. Các bác đang xem video của em nhé, chưa đăng ký thì hãy ấn nút vào đăng ký và nhận ấn vào chuông để nhận thông báo mới nhất bên nhà em. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo. Xin chào tất cả các bác.